hướng dẫn anh em cách lắp bộ cam set view cho Lexus RX 350/2023 này. Đấy. Và con này màn hình to hết rồi này, anh em nhìn này. Cách cắm rắc nó sẽ như này. À, đây là hộp tổng của nó này. Và nó sẽ cho ra anh em là một rắc, đây là rắc nguồn này. Đấy thì nó sẽ đi ở đây. Đấy, đi tất ở đây. Đấy, bọn nó sẽ có hai rắc ra. Và hai rắc này. Thì mình sẽ tháo hai cái rắc của CD này. Anh em mà cắm đảo chuyện vào đây là xong. Đấy, như cắm dây 12V này là xong nha. Tiếp đến nó là một dây đường hình zin của xe để anh em mình cắm vào đây, cắm đảo chuyện. Xong anh em mình lại cắm giả hai dây vào đây. Đấy. Tiếp đến nữa là một dây màu trắng. Đấy, dây màu trắng ấy, thì anh em mình đi lên trên này. Đấy, cắm vào cái cổng xanh ở đây nha. Đấy, cắm giả đường đảo đường hình zin lại là xong, là ok. À, lên cam. Đấy. Ok chưa? Đấy. À, cái cách lắp của cam 360 set view cho anh em. À, cái cảm giác. Ok, chào anh em.